Vâng, xin chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Nhật Bản. Và trước mắt cô chú, anh chị các bạn là một cái trung tâm thương mại đồ cũ. Hôm nay mình vào đây thì thanh toán được rất là nhiều các dòng sản phẩm như bình gốm, cặp túi xách, bình pha lê. Trước mắt thì mình quay cho cô chú, anh chị các bạn một chiếc bình gốm. Anh chị em có thể quan sát một dòng gốm sứ cao cấp của Nhật Bản. Cái này thì trong tình trạng là còn nguyên hộp và lưu kho trong rất nhiều năm, chưa trưng bày anh chị em nhé. Đấy, các bạn có thể quan sát này, một dòng gốm ở vùng núi Phú Sĩ. Dòng này thì hoa văn họa tiết của nó đặc trưng là những cây hoa đào, quốc hoa của Nhật Bản. Ở phần đáy thì anh em quan sát là cái biểu tượng của núi Phú Sĩ. Đấy, các bác có thể quan sát. Một trong những ngọn núi rất là hùng vĩ mà các tour du lịch ở Việt Nam qua thì thường ghé thăm. Và anh em quan sát là đây là cái tích hoa đào và người ta cố tình tạo ra một cái dáng song long như chị em nhé. Một cây hoa đào dáng song long hội tụ với những hoa văn họa tiết thì vô cùng sắc nét, chi tiết và đẹp trong tình trạng là mới chưa trưng bày chị em nhé. Chiếc bình này về tay giá cực kỳ tốt, để anh chị em mua sắm bắt đầu hữu duyên xem được sớm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Đây các bác có thể quan sát này, một cái dáng song long hội tụ đẹp từng cm. Giá chiếc bình này về tay là 3,5 triệu chị em nhé, 3,500,000 đồng. Để mình check cái chiều cao của chiếc bình này thì anh em có thể quan sát chi tiết là 26,5. Mình đo thế này là rất chi tiết nhé, để anh chị em kê kích trưng bày nó thuận tiện. Các bác chỉ cần chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo, hàng còn nguyên hộp gỗ. Hộp gỗ thì vẫn gửi kèm về cho anh chị em nhé. 3,500,000 đồng là giá về tay, bao ship bao vỡ. Vỡ là không tính tiền anh chị em nhé. Anh chị em chỉ cần chuyển trước 2 triệu sau đó thì nhận hàng thanh toán nốt 1,500 triệu. Cho nhân viên giao hàng. Cái tiếp và liên tục chương trình trước mắt anh chị em là một cái cặp bình cắm hoa, cái cặp bình pha lê rất là đẹp. Hai chiếc này thì một chiếc của Nhật Bản và một chiếc của châu Âu anh chị em nhé. Tuy nhiên là mình báo giá cả một cặp để anh chị em dễ bề trong việc mua sắm và thuận tiện trong việc trưng bày. Hai cái thì mang hai tâm trạng, hai cảm giác khác nhau. Đấy, các bác có thể quan sát, cái này thì được sản xuất tại châu Âu anh chị em nhé. Với tinh thể chì là 24%, tạo nên một độ lấp lánh của pha lê. Cái này thì được sản xuất tại Ý anh chị em nhé. Một chiếc bình pha lê của Ý và một chiếc của Nhật. Giá cặp này về tay là 3 triệu nhé. Bạn nào quan tâm thì chụp lại. 3 triệu là giá về tay cho hai chiếc. Cũng bao ship và bao vỡ chị em nhé. Tất cả là trong tình trạng sáng loáng, gần như là mới 100%. Cái này thì của Nhật anh chị em nhé. Giá 3 triệu là một cặp nhé. 3 triệu là một cặp, anh em có thể trưng bày. Cái này thì trưng bày không đã đẹp, chưa cần phải cắm hoa. Chiếc của Nhật thì nó cao khoảng 20cm anh em nhé. Cao khoảng 20cm. Còn chiếc của Ý này nó cao khoảng 22cm. Các bác chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo nhé. 3 triệu là hai chiếc. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú anh chị các bạn là một chiếc túi kẹp nách của Nam. Bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết nhé và báo giá về tay. Hàng đã qua sử dụng trong tình trạng rất là đẹp. Đấy, em có thể quan sát này. Một chiếc túi được hoàn thiện rất là chi tiết. Giá chiếc này về tay cực kỳ tốt, anh chị em mua sắm 1,600,000 đồng anh chị nhé. 1,6 triệu là giá về tay, hàng đã qua sử dụng trong tình trạng rất đẹp. Bên ngoài có một ngăn phụ, độ hoàn thiện thì rất là cao. Đấy, các bác có thể quan sát này. Bên trong có một ngăn kéo khóa nhé, và tương đối rộng rãi để chị em có thể đựng một số giấy tờ nho nhỏ và chìa khóa kính mắt túi ví. Đặc biệt là rất là thời trang. Đặc biệt nữa là giá về tay cực kỳ tốt để anh chị em lựa chọn, 1,600,000 đồng. Các bác chỉ cần chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. Tại sao cái này giá nó lại rẻ vậy thì anh em quan sát nhé. Cái này nó là khóa càng cua, tuy nhiên nó bị mất chìa khóa anh chị em nhé. Nó bị mất chìa khóa, tuy nhiên mình nghĩ là cái này không cần thiết về khóa. Giá của nó cực kỳ tốt để anh em lựa chọn, 1,600,000 đồng. Hàng trong tình trạng rất mới và cái kích thước tiêu chuẩn của hàng kẹp nách xách tay thì nó khoảng 28 nhân với 17, 18 nằm trong khoảng đấy. Đấy, 18 nhân 28 nhân 19 anh chị em nhé.
1.600.000 đồng là giá về tay. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú anh chị các bạn là một cái cặp màu mận chín. Với cái màu này thì nam nữ đều sử dụng được anh chị em nhé, nam nữ đều sử dụng được. Và cái kích thước của nó là kích thước tiêu chuẩn của dòng cặp. Cái này thì thích hợp cả dây khoai đeo. Một cái màu mận chín trong tình trạng rất đẹp, sáng. Bây giờ mình đo cái kích thước nhé, để anh em dễ bề trong việc lựa chọn. Một chiều của nó là 38cm, 38 x với lại 28, 38 x 28 anh chị em nhé, màu mận chín. Với cái thiết kế rất là trẻ trung, sáng, đẹp. Đằng sau có một ngăn kéo khóa, khóa thông minh anh chị em bóp cái là ra nhé. Bên trong thích hợp một dây khoai đeo, anh chị em tùy chỉnh nhé. Có thể đeo hoặc không đeo tùy chọn. Giá chiếc này về tay là 3.500.000 đồng. 3.500.000 là giá về tay nhé. Các bác chỉ cần chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Cái này thì nam nữ đều sử dụng được. Dây quay đeo thì anh em có thể tùy chỉnh, có thể tháo ra lắp vào một cách rất dễ dàng. Hàng đã qua sử dụng anh chị em nhé, nhưng trong tình trạng rất mới. 3.500.000, 3.500.000 là giá về tay. Anh chị em chỉ cần chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú anh chị các bạn là một cây kính dành cho bạn nữ. Một cây kính vô cùng thời trang và chắc chắn không bao giờ đụng hàng anh chị em nhé. Một cái kính rất đẹp ạ. Anh em quan sát với một cái thiết kế độc lạ, sáng. Màu của nó thì hơi ngả tím một chút anh chị em nhé. Hơi ngả tím một chút. Và cái gọng của nó thì rất uyển chuyển. Một cái kính dành cho bạn nữ. Đẹp từng centimet. Điểm trừ duy nhất của cái kính là không có hộp anh chị em nhé. Không còn hộp. Tuy nhiên tất cả các độ gọng với lại độ mắt của nó rất là sáng và đẹp. Rất là thời trang. Đây là một cái kính phù hợp với tất cả các gương mặt, bạn nào đeo vào cũng khẳng định là rất xinh xắn và thời trang. Anh em quan sát này, đây là một cái kính được chế tác tại Italy. Một cái kính được hoàn thiện rất là chi tiết. Đẹp từng centimet, giá về tay là 3.500.000 anh em nhé. 3.500.000 đồng, hàng đã qua sử dụng. Độ đẹp lên đến 95-97%, không tì vết. Điểm trừ duy nhất là không có hộp anh chị em nhé, hàng đã qua sử dụng. 3.500.000 là giá về tay. Anh chị em chỉ cần chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú anh chị và các bạn là một cái bộ pha lê hàng sưu tầm. Anh chị em hoàn toàn có thể sử dụng hoặc trưng bày như anh chị em nhé. Các bạn có thể quan sát một cái dòng pha lê của Nhật Bản. Ở Nhật Bản thì đây là một cái thương hiệu pha lê rất là nổi tiếng về độ tinh xảo, sắc nét và tinh thể trì rất là cao. Sáng đẹp không tì vết trong tình trạng là chưa qua sử dụng hàng của nguyên hộp gỗ. Cái này thì gồm có 6 món và 6 cái này thì mỗi cái một kiểu dáng khác nhau anh chị em nhé. Mỗi cái một kiểu dáng khác nhau. Cái này thì anh chị em hoàn toàn có thể sử dụng hoặc trưng bày tùy chọn. 6 chiếc này và không chiếc nào giống chiếc nào anh chị em nhé. Dòng pha lê của Nhật trong suốt sáng loáng và hàng chưa qua sử dụng. Bộ này về tay là 2.500.000 anh chị em nhé. 2.500.000 đồng, bao ship bao vỡ. Tất cả đều được vận chuyển bằng đường hàng không và khoảng chục ngày các bác sẽ nhận được hàng. Gồm có 6 món anh chị em nhé. Và còn nguyên hộp gỗ chưa qua sử dụng, chưa qua trưng bày. Một bộ pha lê rất đáng để anh em sưu tầm, có một bộ duy nhất nhé. Bạn nào yêu thích pha lê và sự trong sáng, lấp lánh của pha lê thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. 2.500.000 là giá về tay, bao ship bao vỡ. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú anh chị các bạn là một cái bình pha lê cao cấp hàng thủ công. Trước này thì được cắt tay hoàn toàn anh chị em nhé. Được cắt tay hoàn toàn tạo nên các giác, 7 sắc cầu vồng. Các bác có thể quan sát một chiếc bình rất tinh xảo và đẹp mắt. Em quan sát đây là hàng cắt tay anh chị em nhé. Hàng thủ công và tinh thể trì là 24%.
Chỗ này thì của Cộng hòa Séc anh chị em nhé. Cộng hòa Séc, hàng của châu Âu. Một chiếc bình thủ công tới từ châu Âu. Size rất là lớn anh chị em nhé. Size rất là lớn. Cái này thì anh em trưng bày không đã đẹp, chưa kể nói đến cắm hoa nhé. Giá chiếc này về tay là 3.900.000 đồng. 3.900.000 là giá về tay bao ship bao vỡ. Cao khoảng 26cm. Cao khoảng 26cm anh chị em nhé. 3.900.000 là giá về tay. Bao ship bao vỡ. Các bác chỉ cần chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú chứ bạn là cả số tại Việt Nam nhé. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú anh chị và các bạn vẫn là những chiếc túi kẹp nách của nam. Đó, các bác có thể quan sát nhé. Đây là một chiếc túi vô cùng tuyệt vời để anh chị em lựa chọn. Hàng được hoàn thiện vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Hầu như chưa qua sử dụng anh chị em nhé. Hầu như chưa qua sử dụng. Chiếc này là khóa của nó là khóa số và hiện tại đang để mặc định là 3 số 0. Một chiếc túi rất tuyệt vời để anh chị em lựa chọn. Anh chị em hoàn toàn có thể dùng để đựng chìa khóa, túi ví, kính mắt và đặc biệt rất thời trang, nam tính. Anh em quan sát này, bên trong tương đối rộng rãi, có hai ngăn kéo khóa anh chị em nhé, có hai ngăn kéo khóa và một ngăn để thẻ. Một chiếc túi vô cùng chất lượng, độ hoàn thiện rất tinh xảo, đẹp 98% anh chị em nhé, đẹp 95, 97, 98%, nằm trong cái khoảng đấy. Giá chiếc này về tay là 3.900.000, 3.900.000 đồng là giá về tay. Một chiếc túi cực kỳ nam tính, đặc biệt là rất thời trang anh chị em nhé. Kích thước của những chiếc túi thì đa số nó nằm khoảng 26-27 và cao khoảng 18-19. 3.900.000 là giá về tay. Anh chị em chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Một chiếc túi cực kỳ chất dành cho quý ông, rất thời trang, rất nam tính. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú anh chị các bạn là một chiếc vali kéo dành cho nam hoặc nữ, bác nào hay di chuyển, hay đi du lịch, hay đi công tác thì đây là một chiếc vali hầu như chưa qua sử dụng anh chị em nhé. Vô cùng chắc chắn, vô cùng chắc chắn và trơn tru. Hầu như chưa qua sử dụng anh chị em nhé, đẹp lên đến 99%. Bây giờ mình mở ra và quay cận cảnh chi tiết bên trong, đồng thời báo giá về tay. Chiếc vali này về tay là 4.500.000 nhé anh chị em nhé, 4.500.000 đồng. Hàng được vận chuyển bằng đường hàng không, khoảng chục ngày các bác sẽ nhận được hàng. Anh chị em nào yêu thích du lịch và hay di chuyển hay đi công tác thì đây là một trong những chiếc vali rất chắc chắn. Đấy, em có thể quan sát nhé, hàng hầu như chưa qua sử dụng, còn nguyên táp mác giấy tờ đầy đủ. Bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết nhé, bác nào xem được sớm thì chụp lại. Tất cả những sản phẩm mình quay trên video đa số nó có một món duy nhất anh chị em nhé. Hàng ngày hàng tuần thì lang thang khắp tại các trung tâm thương mại đồ cũ tại Nhật Bản. Thì trước mắt cô chú như bạn là một chiếc túi của Nhật cực kỳ đẹp. Giá về tay là 4.500.000, 4.500.000 bao ship. Hàng được vận chuyển bằng đường hàng không anh chị em nhé. Vận chuyển bằng đường hàng không, khoảng chục ngày các bác sẽ nhận được hàng. À, đây là toàn bộ giấy tờ kèm theo chiếc vali kéo. Cái này thì nó có 4 bánh, anh chị em có thể kéo ở vị trí thẳng đứng nhé, nên rất là tiện. Bốn triệu rưỡi là giá về tay nhé. Hàng được vận chuyển bằng đường hàng không, khoảng hơn chục ngày các bác sẽ nhận được hàng. Cái này đang mặc định là cũng là 3 số 0 anh chị em nhé. Anh chị em có thể về có thể cài lại cái mã số để khóa. Khóa của nó hiện tại đang là khóa số và đang số là mặc định là 3 số 0. Một cái màu xanh với cái size kích thước tương đối lớn anh chị em nhé. Ước chừng mình đo được nó khoảng 65 nhân với lại 45, 65 nhân 45. Tương đối rộng rãi để anh em tha hồ đựng. Về tay là 4.500.000, anh chị em chỉ cần chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú chị các bạn là một chiếc túi vô cùng thời trang đến từ Burberry dành cho bạn nữ. Đây là một chiếc túi hàng đã qua sử dụng trong tình trạng còn rất đẹp.
Anh chị em yêu thích và mua sắm cho những người thân yêu thì đây là một chiếc túi hàng hiệu. Độ hoàn thiện của nó thì từng đường kim mũi chỉ. Hàng đã qua sử dụng anh chị em nhé, nhưng còn tương đối đẹp. Giá chiếc này về tay là 5 triệu. 5 triệu là giá về tay. Tương đối rộng rãi để chị em có thể đựng đồ nhé. Ngăn giữa là một ngăn kéo khóa. Và hai quai có thể xách đeo, vác vai tùy chọn. 5 triệu là giá về tay. Một cái kích thước tương đối như anh chị em nhé, không lớn và không nhỏ, vừa tầm để chị em sử dụng. 32cm nhân với lại 26cm. Anh chị em có thể quan sát. Vô cùng thời trang và thanh lịch, giá về tay 5 triệu bao ship, bao thất lạc. Các bác chỉ cần chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Kế tiếp và liên tục chương trình trước mắt cô chú như các bạn là cái sản phẩm phong thủy trưng bày vô cùng tuyệt vời. Để anh em có thể trưng bày tất cả các không gian phòng khách, phòng làm việc. Cái lồng của nó thì anh em quan sát là nó cao là 22cm. Và chiều ngang của nó là 20cm. Cái lồng này của nó là khung gỗ anh chị em nhé. Khung gỗ kính và đều được chế tác hoàn toàn thủ công. Các bác có thể quan sát một tác phẩm thuận buồm xuôi gió. Chế tác hoàn toàn thủ công anh chị em nhé. Hoàn toàn thủ công. Giá về tay là 3.500.000. 3.500.000 là giá bao ship bao vỡ anh chị em nhé. Bao ship bao vỡ. Và giao hàng tận nhà. Từ Móng Cái đến Cà Mau khoảng chục ngày các bác sẽ nhận hàng. Một tác phẩm nghệ thuật vô cùng hiếm gặp tại các trung tâm thương mại đồ cũ ở Nhật. Anh chị em yêu thích thì chỉ cần chụp lại thôi và gửi qua một trong hai số Zalo. Số Zalo thì mình để cả số tại Việt Nam nhé. Anh chị em chưa biết cách kết nối số tại Nhật thì có thể gọi trực tiếp qua số tại Việt Nam để được hỗ trợ 24/7. Phần úp bên ngoài là khung kính và gỗ, khung gỗ và kính anh chị em nhé. Khung gỗ và kính. Trưng bày rất là tuyệt vời luôn. Mang ý nghĩa thuận buồm, xuôi gió, công việc được thành công. Kế tiếp và liên tục chương trình, em quan sát xa xa bên kia là một bức tượng rất là nổi tiếng nhé. Một bức tượng rất là nổi tiếng ở lục địa già. Bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết này. Anh em có thể tham khảo. Các bác có thể quan sát. Một bức tượng bán khỏa thân vô cùng nổi tiếng. Đang bán tại Nhật là 22.000 yên. Mình cũng không biết cái này nó được chế tác bằng cái vật liệu gì anh chị em nhé. Thì thấy rằng nó tương đối nặng. Quay để anh chị em tham khảo thôi. Kế tiếp và liên tục chương trình sang cái hành lang bên đây thì trước mắt cô chú các bạn là một cái máy lọc không khí, máy làm lạnh và máy hút ẩm. 3 trong 1 anh chị em nhé. Đây là cái cửa gió ra này. Cửa gió ra thì nó có cơ chế làm lạnh là 1 này. Hút ẩm là 2 và lọc không khí là 3. Đây là cơ chế làm lạnh, cơ chế hút ẩm và cơ chế lọc không khí. Tiếp theo cơ chế nữa là cái này là cái sấy quần áo và những mồ nổ ẩm anh chị em nhé. Đấy, các bạn có thể quan sát con này thì đây là cái khay chứa nước của nó này. Chứa nước thì khi chạy máy lạnh thì nó sẽ có nước nhé. Và nó được chứa vào đây. Và khi hút ẩm thì nó cũng chứa vào cái khay này. Cái này thì được sản xuất năm 2018. Sản xuất tại Nhật anh chị em nhé. Đây là một trong những cái máy mà ở Nhật Bản người ta rất là tin dùng. Một con hàng xài lướt sản xuất 2018. Sản xuất tại Nhật anh chị em nhé. Đấy, cái chữ này nó viết bằng chữ Kanji, sản xuất tại Nhật. Lưu lượng hút nước là lên đến 10 lít trên ngày. Đặc biệt là vô cùng tiết kiệm điện. Giá chiếc này về tay là 6 triệu rưỡi chị em nhé. 6 triệu 500 ngàn đồng là giá về tay. Hàng được vận chuyển bằng đường hàng không. Sản xuất tại Nhật. Bao ship bao vỡ. Kế tiếp và liên tục chương trình trước mắt anh chị em là một cái túi dành cho nam. Cũng trong tình trạng là hầu như chưa qua sử dụng anh chị em nhé. Hầu như chưa qua sử dụng. Đặc biệt là giá con này rất là tốt anh chị em nhé. Các bác có thể quan sát này. Độ hoàn thiện thì vô cùng tinh xảo. Một chiếc túi xách tay hoặc kẹp nách dành cho nam. Cái này thì anh em kéo xuống nhé. Kéo xuống và khóa nó sẽ tự bung lên. Kéo lên khóa tự bung ra. Đấy, bên trong anh em quan sát sạch sẽ. Hầu như chưa qua sử dụng. Đấy, các bác có thể quan sát bên trong. Bên trong thì có một ngăn kéo khóa.
và một ngăn tương đối rộng rãi, có nơi để bút, để thẻ. Chiếc này được sản xuất tại Pháp anh chị em nhé. Một chiếc túi được sản xuất tại Pháp. Có một chiếc duy nhất hàng bán trong tiệm đồ cũ. Nên cái thẻ của nó còn giữ được cả thẻ nữa anh chị em nhé. Giữ được cả thẻ luôn. Sản xuất tại Pháp, một chiếc túi rất tuyệt vời để anh chị em mua sắm. Giá về tay là 1.600.000 đồng. 1.600.000 đồng là giá về tay. Các bác chỉ cần chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. Cái này thì mình vừa lấy mình kiểm tra, nó còn có cả chìa khóa anh chị em nhé. Bây giờ mình đưa ra ngoài để anh em có nhìn toàn cảnh, sau đó thì bác nào quan tâm thì chụp lại. Khóa của nó là dạng khóa càng cua, anh em cho vào và xoay 90 độ nhá thì tối sẽ được khóa, vô cùng chắc chắn và thời trang. Đặc biệt là giá về tay thì rất là tốt để anh mua sắm. 1.600.000 đồng. Bác nào hữu duyên xem được sớm thì nhanh chóng chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. 1.600.000 là giá về tay. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú như bạn là một chiếc bình pha lê trong tình trạng đẹp sáng loáng. Chiếc này cũng là một trong những chiếc bình pha lê để anh em có thể trưng bày ở các không gian phòng khách, phòng sưu tầm, phòng trưng bày. Các bác có thể quan sát một chiếc bình rất tuyệt vời để chị em mua sắm nhé. Đẹp từng centimet. Đây anh em quan sát này. Hàng này thì cũng là hàng của châu Âu anh em nhé. Cũng là hàng của châu Âu, hàng cắt tay. Hàng này được chế tác thủ công hoàn toàn anh em nhé. 24% tinh thể chì. Cái này thì của Cộng hòa Séc anh em nhé. Giá về tay cực kỳ tốt để chị em mua sắm. 2.600.000 đồng là giá về tay. Bao ship bao vỡ. Cao khoảng 28 cm. Cao khoảng 26-27 cm anh chị em nhé. Anh chị em cứ ngáng chừng thôi. Quan trọng là độ sáng, độ nét và độ mới và độ sang trọng quý phái. 2.600.000 là giá về tay. Anh chị em chỉ cần chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Cái này trưng bày không đã thấy rất là đẹp rồi anh chị em nhé. Kế tiếp và liên tục chương trình, sang cái hành lang bên đây thì anh chị em quan sát. Mình vừa thanh toán được một chiếc túi cũng trong tình trạng rất đẹp. Ngay bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tay. Bác nào hữu duyên xem được đến đây cái video thì nhanh chóng chụp lại nhé. Đây là một trong những chiếc vali kéo rất tuyệt vời. Hàng này là hàng tiêu chuẩn của hãng bay hàng không, hãng hàng không 5 sao. Anh chị em hoàn toàn có thể xách lên, xách tay để vừa học tất cả các hãng hàng không 5 sao. Rất trơn tru và mới. Mới hầu như chưa qua sử dụng anh em nhé. Hầu như chưa qua sử dụng. Đặc biệt là giá về tay rất là tốt, tại vì nó bán trong tiệm đồ cũ, có một chiếc duy nhất. Về tay là 3.500.000 nhé. 3.500.000 đồng. Đấy, các bác thể quan sát bên trong rất rộng rãi để anh chị em đựng đồ. Chị em nào hay phải di chuyển, hay phải đi công tác và hay về quê thì đây là một trong những chiếc túi rất tuyệt vời để chị em lựa chọn. Một chiếc túi của Nhật anh chị em nhé. Hàng của Nhật thì bao giờ cũng là rất là chắc chắn, đẹp và trơn tru. Đặc biệt là giá về tay rất tốt để anh chị em mua sắm. 3.500.000 là giá về tay. Hàng được vận chuyển bằng đường hàng không nhé. Khoảng hơn chục ngày các bác sẽ nhận được hàng. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy tranh thủ bấm đăng ký. Nếu xem trên điện thoại thì tranh thủ bấm like để mỗi lần mình phát video các bác xem được sớm nhất. 3.500.000 là giá về tay. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú như các bạn là một chiếc bình pha lê của Nhật Bản. Chiếc này cũng trong tình trạng là gần như mới anh chị em nhé. Gần như mới. Các bạn có thể quan sát này. Đẹp từng centimet này. Pha lê của Nhật anh chị em nhé. Trong suốt và sáng loáng, hiện rõ bảy sắc cầu vồng. Đẹp từng centimet. Chiếc này về tay cũng 2.600.000 anh chị em nhé. 2.600.000. Bao ship bao vỡ. Một cái thương hiệu pha lê rất nổi tiếng tại Nhật Bản. Cái này thì cao khoảng 30 cm anh em nhé. Cao khoảng 30 cm. Đẹp lấp lánh và long lanh. Giá về tay 2.600.000. 2.600.000 là giá về tay. Bao ship trên toàn quốc. Được vận chuyển bằng đường hàng không.
Các bác chỉ cần chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo một tác phẩm nghệ thuật có thể trưng bày hoặc làm quà tặng vô cùng tuyệt vời. Vậy cái clip hôm nay thì mình xin tạm dừng tại đây nhé. Kính chúc cô chú các bạn đã xem đến tận cùng của video. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy tranh thủ bấm đăng ký để mỗi lần mình phát video các bác xem được sớm nhất. Một lần nữa thì Loa ITV xin chân thành cảm ơn. Hẹn lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.